tông máy em. Rồi tiếp tục xong máy cho anh em. Dinh lớn 54. Tiếp tục dinh lớn 54 cho anh em. Lồng 72. Dinh lớn 54 lồng 72. Cái này đi nhông lớn xin cam 88 nha anh em. Thì nói chung mấy bài này, mấy bài bóc nhẹ chứ không có đua bơi. Nên mình cũng không có cần đi căng lắm cho anh em. Nói chung bóc nhẹ linh hoạt cho anh em là ok rồi, đủ cho anh em cần. Thì cái thế mình làm cũng lồng 72 mà mình muốn đi sen cam 84 cũng rất là dễ cho anh em. Ví dụ mình làm dên lớn đi, mình đi lồng 72, đầu mình hạ 3 ly là mình đi nhông nhỏ là mình sẽ đi thêm cam 84 nha anh em. Còn nếu mà mình đi lồng 72 đầu không hạ, mình đi nhông nhông thì lớn thì mình đi sinh cam 88 nha anh em. Thì như cái bài này là tính đi sinh cam 88 cho anh em, cũng rất là nhẹ luôn. Rồi vậy là tính tiếp tục xong máy cho anh em. Chuẩn bị cho em nó rô đai, giờ cục máy thì rô đai xong, tính sẽ tiếp tục đẩy em này lên rô đai tiếp cho anh em. Rồi mới xong máy dinh lớn 54 cho anh em. Chuẩn bị rô đai nha anh em. Thì hai cục này là chuẩn bị rô đai cho anh em. Cái này là 54 dinh lớn luôn, đi lồng ngắn 69, lồng gan lồng ngắn 69 nha anh em. Còn cái này thì cũng dên lớn 54 đi lồng nhôm 72 cho anh em nha. Bài này là đi lồng 69 đầu không hạ, đi sinh cam 84, còn là đi nhông nhỏ, nhông thì nhỏ nha anh em. Còn bên đây lồng 72 nhưng mà đi nhông thì lớn cho anh em luôn, đi sinh cam 88 nha anh em. Rồi đô đai thôi anh em ơi, tết nhẹ máy cho anh em rồi, trời mưa rồi. Quay bằng cái anh dài trái ngồi có quay đi.
mưa cũng vẫn không cản được đam mê nha anh em. Mưa, làm là làm anh em ơi, vẫn cứ làm, máy vẫn nổ rô đai anh em ơi. Đang làm mà trời mưa anh em ơi. Anh em hối quá. Trời mưa phải ghét không cho anh em luôn. Sư phụ còn ngắm đi sư phụ. Mưa nước ngập như vậy anh em, mà có xe tải là xe du lịch đồ chạy ngang là nó y như mình đi tắm biển luôn anh em, có sóng đồ đẹp lắm. Lòng 72 sinh cam 88 nha anh em, đi nhông thị lớn thì máy không đua bơi thì mình đi nhông thị lớn thì nó vẫn bóp nhẹ bóp nhạy cho anh em như ý. Rồi bây giờ tính test nhẹ cục máy này nữa cho anh em mình nghe nha. Mama.
chạy đâu đây khoảng 5 lít xăng nữa, thì trong 5 lít xăng đó thì Tấn cũng chia sẻ với anh em luôn là cách anh em để cho anh em biết đâu đây trong 5 lít xăng đó anh em không có đậu một chỗ đâu đây nữa, anh em chạy lòng vòng càng nhiều càng tốt, nhưng mà anh em không được đi xa nha, lòng vòng trong vòng vài cây số càng ngắn càng tốt, để chi để máy mình hoạt động nóng lên chứ mình đi gần thì máy mình sẽ được nghỉ. Thì lý do trong 5 lít xăng đó để cho anh em mình đi gần không đi xa là lý do là để Tấn tắt máy nói chuyện anh em rõ hơn nha. Thì trong 5 lít xăng đó lý do là máy mình chưa rô đai xong hết, thì khi nóng máy lên cái máy mình nó còn giãn nở, cho nên nó sẽ cần những lúc mà đang rất là nóng máy thì nó cần sẽ được nghỉ máy để nó giải nhiệt. Một lần giải nhiệt là một lần máy mình nó chai đi được một miếng nha anh em. Đó thì trong 5 lít xăng đó anh em đi vòng vòng cà phê bát phố càng nhiều càng tốt, nhưng mà không được đi xa nha anh em, kiên kỵ đi xa. Tại vì nếu mà anh em đi xa thì máy mình nó đang nóng lên, nó đang có độ giãn nở mà nó không được anh em cho nghỉ thì nó sẽ ảnh hưởng tới qua độ bền của máy, là nó ảnh hưởng tới là máy giãn nở, đang giãn nở quá anh em không cho nghỉ thì máy nó hoạt động quá nóng đi, đồ nó giãn nở nó sẽ dễ bị xước bít tông, hay là nó sẽ bị xước bít tông rồi nó ảnh hưởng tới xúc bắp với lại cam cò đồ của mình nha anh em. Đó thì cho nên anh em chịu khó chỉ cần kỹ trong 5 lít xăng là cục máy cho anh em, sau khi anh em lưu đai trong 5 lít xăng thì cục máy của anh em lưu đai kỹ thì cục máy của anh em sẽ rất là tốt cho anh em về sau nha. Đó thì chỉ có chịu trong 5 lít xăng thôi, anh em đừng gấp là được rồi. Đó, trong vòng 5 lít xăng đi lòng vòng càng nhiều càng tốt thì máy mình nó sẽ được nghỉ, tại vì mình đi ngắn chứ nóng máy lên cho máy được nghỉ, nóng máy lên cho máy được nghỉ nó rất là tốt cho cục máy của mình. Rồi sau khi anh em đi xong 5 lít xăng, hết 5 lít xăng đi thì anh em sẽ cho máy nguội hẳn qua một lần, nguội ngắt hẳn qua một lần giống như là đậu qua đêm vậy đó. Thì qua sáng mai hay là nguội ngắt hẳn qua một lần đó là bắt đầu cục máy của anh em sẽ vô tư, là lúc đó là anh em sẽ đi xa, đi vô tư này kia nọ nha anh em. Đó thì cái vấn đề chia sẻ với anh em mình là anh em chịu khó về rô đai trong vòng 5 lít xăng đi nhiều càng tốt, đi càng nhiều càng tốt, nhưng chỉ đi ngắn không được đi đường dài nha anh em, chỉ đi ngắn đi chơi vòng trong vòng 5 lít xăng, không được đi dài đi xa để cho cục máy mình nó nóng lên và được giải nhiệt, nóng lên và được giải nhiệt nhiều lần như thế cục máy mình nó sẽ mau chai và rất là tốt về sau cho anh em mình. Rồi thì tí vô sách cục máy đi đây thì mang cái tí. Cục máy này hôm qua Tấn đã rô đai xong rồi, cũng là test nhẹ cho anh em rồi. Thì cục máy này là dinh lớn 54, lòng ngắn 69, này dinh lớn 54, lòng 72 nha anh em. Thì bên kia thì là đi bình nô, còn bên này là đi bình bông. Bình bên kia họng nhỏ hơn bình này xíu nha anh em. Rồi hôm nay chia sẻ với anh em lại tiếp tục là dinh lớn 54. Thì cái bài này thì anh em làm rất là nhiều từ xưa tới giờ luôn anh em ơi. Thì cái bài này nó cho độ bền cao và tốc độ bóc nhẹ cho anh em rất ok. Nhưng nói chung là bài này là không phải bài đua bơi nha anh em, bài này chỉ bóc nhẹ cho anh em thôi. Tại dinh lớn 54 cũng là bài nhỏ rồi anh em ạ. Giờ là buổi sáng nha anh em, tranh thủ xong clip cho anh em mình xem. Rồi cái clip chia sẻ bài 54 dinh lớn thái cho anh em từ lòng 69 tới lòng 78 nha.
anh em đi lòng nào tính vô tay đó cho anh em, tùy ý thích của anh em. Thì Tấn có móc vô cho anh em theo bài luôn. Và bình xăng thì anh em muốn đi bình nào thì nếu mà bài này thì anh em đi bình nhỏ nhất cũng 110 trở lên nha anh em, thì nó sẽ cho cục máy hoạt động ok nha anh em. Rồi đồng thời những anh em làm máy mà lốc đồ của anh em có chày có cũ thì Tấn có giúp thêm anh em là nhận thêm anh em sơn lốc cho anh em để cho cục máy anh em thật đẹp nha anh em. Đó là như vậy thôi, còn ngoài ra dàn ngoài Tấn không có nhận, cho nên có những anh em mà muốn Tấn làm thêm dàn ngoài thì thông cảm cho Tấn nha, Tấn không làm được dàn ngoài nha anh em. Rồi cái clip chia sẻ với anh em tới đây Tấn tiếp tục xin tạm dừng nha anh em, và hẹn gặp lại anh em clip sau nha anh em. Rồi cũng một câu muôn thở, Tấn luôn chúc anh em mình công việc luôn thành công và gia đình luôn hạnh phúc. Tất cả những gì trong tâm trí của anh em mình là đều đạt được hết nha anh em. Chú Tấn luôn chúc tất cả anh em chúng ta là cuộc sống là luôn hạnh phúc và thành công như vậy nha anh em. Rồi Tấn xin chào tất cả anh em.